Thánh Brigitta, sinh năm 1303, mất năm 1373. Thánh Brigitta sinh ngày 14 tháng 6 năm 1303 tại Uppland, Thụy Điển, nơi cha ngài cai quản. Mẹ ngài, bà Ingeborg Svinsta, là con của vị cai quản miền đông Gotland. Brigitta là con út trong số 7 người con. Truyền thuyết mặc cho cuộc sinh hạ của thánh nữ nhiều biến cố siêu nhiên. Ngay trước khi sinh ra thánh nữ, mẹ ngài đã thoát chết cách lạ lùng trong một cuộc đắm tàu. Một linh mục được thị kiến, thấy tiếng nói của con trẻ được mọi người nghe theo. Thực tế, Brigitta tới 3 tuổi mới nói được, nhưng lại nói rất sõi, làm cho láng giềng phải kinh ngạc. Lúc lên 7 tuổi, một buổi sáng có bà mặc áo trắng hiện đến đầu giường, tay cầm triều thiên và nói: "Brigitta, con có muốn triều thiên này không?" Đứa trẻ đáp lời: "Dạ, con muốn lắm chứ." Và Đức Trinh Nữ đã đội triều thiên lên đầu Brigitta. Buổi lên 10, Brigitta đã được nghe giảng về cuộc khổ nạn của Chúa. Thánh Nữ rất cảm động. Đêm sau, Chúa Giêsu hiện ra, mình đầy thương tích, bê bết máu. Chúa nói: "Con xem cha bị đối xử tàn tệ thế nào." Đau đớn, Thánh Nữ hỏi: "Lạy Chúa, ai làm cho Chúa bị thương tích như vậy?" Chúa nói: "Những người khinh thường các giới luật và quên lãng tình yêu cha." Những hình ảnh này không bao giờ phai mờ trong tâm trí Brigitta. Năm 1314, mẹ thánh nữ từ trần. Ngài sống với người dì. Năm 1316, vì vâng lời và ngược với khuynh hướng tự nhiên, thánh nữ đã kết hôn với Ulf Guffmarsson, 18 tuổi, nghị viên tương lai của vương quốc. Họ sinh được 8 người con, 4 trai và 4 gái. Hai người con trai chết sớm, Karl, người con trưởng, nặng tinh thần thế tục nhưng lại rất kính mến Đức Mẹ. Bincher, người con gái thứ hai, lập gia đình nhưng sau này trở thành người cộng sự của mẹ và sẽ đem xác mẹ từ Roma về chôn cất tại Thụy Điển. Ba người con gái khác đều lập gia đình. Merita và Cecilia ở lại Thụy Điển, còn Katarina sau khi mất chồng đã sống với mẹ. Người con trai thứ tư, Ingeborg, đã trở thành tu sĩ dòng Sito. Vua Margaux vời thánh nữ vào làm cố vấn cho hoàng hậu Blanche. Ngài trở thành người quản gia thứ hai trong triều sau hoàng hậu, nhưng đã cố gắng một cách vô hiệu trong nỗ lực biến cải đời sống của cả hoàng hậu lẫn của nhà vua. Sau một cơn bệnh nguy ngập và được Đức Trinh Nữ chữa lành, thánh nữ khuyên chồng rời bỏ triều đình, lui về nhà riêng. Họ đã sống đời gia đình như sống trong tu viện. Brigitta cùng chồng đi hành hương về đền thờ Thánh Giacobbe ở Compostela. Trên đường về, ông Ulf lâm trọng bệnh tại tu viện Anvasta. Năm 1943, nghĩa là 28 năm sau ngày cưới, ông qua đời. Và Brigitta sống đời sám hối gần tu viện Sito ở Anvasta. Khi sống tại đây, thánh nữ soạn một bộ luật dòng mà ngài đã được kêu gọi thành lập. Nhưng khi sinh thời, ngài đã không bao giờ thấy được dòng ấy thành hình. Chính Katarina, ái nữ ngài, sẽ hướng dẫn nhà dòng phát triển mạnh mẽ sau khi được Đức Urbano thứ năm châu phê năm 1370 và sau khi thánh nữ qua đời. Thánh nữ Brigitta được ơn tiên tri và thực hiện nhiều cuộc chữa trị lạ lùng cho giáo hội và xã hội. Chúng ta biết rằng, khi đã trở thành quá phụ, thánh nữ đã sống đời khổ hạnh, ít ăn, ít ngủ và cầu nguyện không ngừng. Ngài theo đuổi một bộ luật sống nghiêm nhặt và thực hiện đầy đủ công trình bác ái, đến nỗi chính ngài phải đi ăn xin. Dù vậy, ngài không rút lui hoàn toàn vào cô đơn. Ngài được linh ứng và cha tuyên úy của ngài đã viết lại bằng tiếng Latin dưới tựa đề Mặc Khải.
Ngài cũng viết nhiều thư tín cho các đức giáo hoàng, các đức hồng y, các nhà cầm quyền, để vặt trần những tật xấu của họ, cũng như chỉ vẽ cách thế căn tân đời sống họ. Đối với nhà vua, Ngài chỉ trích cách hà khắc và khuyên sống đúng với địa vị của mình. Ngài còn nhờ một vị giám mục mang thư khuyên hai vua Anh và Pháp hòa giải với nhau. Đối với Đức Giáo Hoàng Clemente thứ sáu đang ở Avignon, Ngài xin vị cha chung trở về Roma. Năm 1349, Thánh Nữ đi hành hương Roma để dự năm thánh. Nhân dịp này, Ngài xin tòa thánh châu phê luật dòng. Nhưng từ năm 1215, Công đồng Laterano thứ sáu đã cấm lập thêm dòng mới. Năm 1370, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ năm lại bỏ Roma sang Avignon sau khi châu phê luật dòng của Ngài. Được ơn soi sáng, năm 1372, Thánh Brigitta đi hành hương Thánh Địa để cầu nguyện cho giáo hội. Ngày 23 tháng 7 năm 1373, Thánh Nữ trở về Roma và từ trần. 18 năm sau, Ngài được phong thánh ngày 7 tháng 10 năm 1391. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.